Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đến bộ mặt bật tắt đèn pha của xe VinX. Thì như các bạn đã biết đó, thì hiện tại cái dòng xe VinX hiện nay nè của Honda á, thì đèn nó lúc nào cũng sáng á. Khi mà chúng ta khởi động xe á, thì cái việc mà đèn lúc nào cũng sáng á, thì nó gây rất nhiều là nhiều cái bất tiện. Kể đến như là những lúc mà mình chạy ra ngoài đường á, cái mình chạy thế này cái người kia nhắc nhở là tắt đèn kìa em, rồi chạy tới chỗ nọ thì người kia nói là tắt đèn kìa cháu, có dụ vậy. Thực sự nó rất là phiền đó, rất là phiền và cũng rất là khó chịu. Rồi chẳng hạn như là những lúc mà mình ra vào cái hẻm hoặc là ngõ gì đó, thì không may thì gặp những cái đám đông họ đang tụ tập mà chơi hoặc là nhậu nhẹt gì đó, thì cái đèn mình nó sáng á, nó chiếu vào họ thì làm cho họ rất là bực mình và khó chịu. Rồi những lúc mà mình vào bãi xe, mình giữ xe, mình gửi xe, thì anh vật thể nói là tắt đèn đi chứ để nó chiếu sáng vào cái lidar, vào cái camera, vào cái camera thì nó chói, nó không có nhìn thấy được biển số xe. Ngoài những cái bất tiện này còn nhiều, rất nhiều bất tiện khác nữa đó. Thì để giải quyết cái những bất tiện này á, thì ngay về shop mình có nhập về cái bộ mặt bật tắt đèn pha này. Và bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn là xe VinX ha. Đó, thì hiện tại ngay shop mình của mình á là chuyên phân phối luôn, chuyên phân phối và cũng là bán lẻ luôn. Đó, thì cái phần mô tả ở dưới phần mô tả mình có để thông tin của shop. Nếu các bạn mà có lấy giá sỉ hoặc là mua về mà tự lắp cho bản thân mình á, cho bạn bè gì đó, thì mình có thể là xem cái thông tin ở dưới để mà mình thực hiện. Còn nếu mà các bạn mà có những cái thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì hôm nay á, thì trước tiên á, là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ sơ bộ chi tiết cái bộ mạch này của VinX. Đồng thời á, sau cái clip này á, sẽ là một clip hướng dẫn lắp đặt chi tiết của thằng em mình nó thực hiện. Thì cái bộ này đơn giản lắm, lại cũng có cái hướng dẫn lắp đặt chi tiết của thằng em mình á, thì có gì á, các bạn có thể tự xem và tự lắp cũng được, hoặc là nếu các bạn không tự tin á, thì các bạn có thể đem ra cửa hàng sửa chữa người quen á, thì nhờ họ tháo và lắp giùm mình. Công thì người quen mà chắc cỡ 50 thôi, còn chẳng hạn như là lạ thì họ lấy tối đa là 100 là cùng. Ok, bây giờ mình xem thử bộ này như thế nào mà mình coi đơn giản ha. Mình giới thiệu cho các bạn. Các bạn xem đây là bộ mặt của nó ha. Bộ mặt này gồm những gì đây? Đây là bộ mặt rồi, cục bát sinh mới. Thì cục bát sinh này mình sẽ thay cho cái cục bát sinh theo xe ha. Cái cục bát sinh theo xe thì mình sẽ đem cắt đi để khi nào mình cần xài thì mình gắn vào lại thôi. Rồi dây giúp này thì dùng để mà khi mình lắp xong á, thì mình sẽ giúp lại những cái dây điện nó lộn xộn, giúp lại cho nó gọn. Rồi, và đây là cái thẻ bảo hành. Thì thẻ bảo hành này quan trọng các bạn ha. Thì các bạn nhớ giữ lại để mình khi các bạn mua thì mình sẽ ghi thông tin cho các bạn. Thì khi các bạn giữ lại để mà chờ lỡ may cái bộ mạch nó có vấn đề gì đó thì mình còn đổi được. Bên mình là một đổi một vòng 1 năm. Bên mình tự tin về cái bộ mạch bật tắt đèn này nên một đến một vòng 1 năm cho các bạn luôn. Rồi mình cũng có thêm một thông tin nữa là hiện tại cái bộ mạch bật tắt đèn pha này á là integrated look, là hiện tại là các khách Honda trên toàn quốc đang rất là tin dùng, họ đã kiểm chứng và họ đã sử dụng và bán cho khách hàng của họ rồi đó, nên các bạn yên tâm về cái phần chất lượng. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái bộ mạch bật tắt này. Đây, trước tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ mạch điều khiển của cái bộ mạch bật tắt. Các bạn thấy không, nó được đúc khối hoàn toàn nha, đúc khối hoàn toàn đó, đổ keo hoàn toàn hết nên nó chống nước 100% luôn, rất là tốt. Rồi là từ dây điện cho tới ống nhựa bảo vệ dây điện, ống nhựa bảo vệ dây điện, rồi cho tới những cái dắt như thế này là làm chất liệu rất là tốt, để tốt. Vì cái bộ này là full dắt các bạn ha, nên nó không không có cái việc là khoác chế dạng mũ hay là cắt nối dây điện gì hết nha, nên đó, nên khi cắm vét vào là xài thôi đó, nên nó rất là an toàn cho hệ thống điện của mình, đặc biệt mình có cái bộ điều khiển này nữa đó. Thì lỡ may có chuyện gì thì cái anh này anh xử lý hết cho mình luôn, nên không có thông nên không có thông qua một cái hệ thống điện gì trong xe của mình hết đó, thì các bạn yên tâm điều đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiệm vụ cái vị trí của những cái dắt này gắn ở đâu. Thì đây, cái dắt này thì mình cắm vào cái đầu vô đầu ra của cái đèn thôi,
ra tối đen. Rồi cái còn hai cái giắt đỏ này là khi mà mình tháo cái giắt, mình tháo cái cục bắt sinh từ cục bắt sinh theo xe ra thì nó sẽ có hai cái dây, hai 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 bên nó sẽ có hai cái giắt đó. Thì hai cái giắt đó các bạn sẽ gắn vào hai cái giắt này, giắt gắn giắt nào cũng được, không cần bạn tập, không cần bạn tâm lại giắt nào hết, nó như nhau thôi, giắt nào gắn giắt nào cũng được. Rồi còn cái giắt này thì mình sẽ gắn vào cái cục bắt sinh mà bên mình có hỗ trợ đi kèm cho các bạn. À, mình để gắn vào cái giắt này. À, gắn vào đây. Đó thì cái bộ mạch nó đơn giản như thế thôi. Nên đó các bạn cứ yên tâm, các bạn có thể tự làm được hết luôn. Rồi, sau xin mời các bạn xem cái clip hướng dẫn lắp đặt chi tiết của thằng em mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem chi tiết đã xem cái clip của mình. Bạn mở hộp ra thì sẽ bao gồm cái mạch này, của nhật cắm, thẻ của thằng và dây rút để mình rút lại. Thì ở đây mình sẽ mở một coi gốc thông này, một cái miếng cánh này và mở ốp đầu. Thì ở phía dưới này sẽ là có cái dây cắm đèn, mình lấy ra mình rút ra. Thì ở đây là cửa hàng bộ mạch đã phun nhắc rồi, mình chỉ cần cắm vào cắm sát vào nhé bạn. Rồi còn cái này mình cắm lại, có hai dây này, cái này mình sẽ rút ở dưới này luôn cho nó tiện nhé. Hai dây này mình sẽ đưa lên, ở đây thì các bạn là mình sẽ lấy cái nút này ra nha các bạn. Rút ra, các bạn luồn cái này qua vị trí bên này luôn. Đối với hai giắc này, có hai cái giắc này các bạn cắm bên nào cũng được hết, không cần phải nhớ gì hết. Rồi. Tiếp tục giắc bên này. Sau khi cắm xong các bạn dùng tay đẩy vô, nếu mà nó bị lỏng ra các bạn dùng tay đẩy vô, và nếu mà có cái chọt á, cái chọt đẩy sâu vào trong nha các bạn để cho nó bám được tốt nhất các bạn đó. Các bạn cái vít dẹp nhỏ á. Rồi tiếp tục, còn cái đầu giắc này là cắm vào cái nút bắt xi nhan thác mới. Ở đây thì anh khách sẽ dùng cái nút Honda chính hãng của SH. Cắm vào. Vậy là xong rồi nha các bạn. Mình sẽ test về cái này. Ở đây là đèn sáng. Pha cốt bình thường nha các bạn. Rồi mình muốn tắt đèn nhấn giữ pha 2 giây. Rồi cho nó tắt. Nếu ví dụ như khi mà đang tắt đèn đúng không, mình còn mắt xin được bình thường đó. Còn mình muốn mở đèn lại trở lại thì nhắn giữ lại 3 giây.
là mở bật tắt đèn bình thường, tắt nhấn giữ 3 giây lại rồi để xong, rất là đơn giản, hoàn toàn là full 100% bảo hành cho bạn là 1 năm 1 lương 1. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.